Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phòng quanh thế giới. Đất nước này được coi là viên ngọc quý của vùng vịnh Ba Tư. Đây cũng là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở châu Á. Tuy vậy, họ lại luôn được biết đến với hình ảnh của một đất nước giàu có, một đất nước mà chúng ta có thể bắt gặp những triệu phú, những tỷ phú. Đó chính là Bahrain. Đầu tiên hãy lý giải một chút về cái tên Bahrain. Tên Bahrain bắt nguồn từ tiếng Ả Rập có nghĩa là hai biển. Có lẽ tên gọi xuất phát từ chính vị trí của đất nước này. Biển phía đông và biển phía tây của Bahrain cũng là ranh giới ngăn cách họ với những quốc gia láng giềng gồm có Ả Rập Xê Út và Qatar. Họ nếu hiểu theo một cách khác thì bao quanh họ là vịnh Ba Tư và vịnh Bahrain cũng là hai biển. Bahrain có tên gọi chính thức là Vương quốc Bahrain, một quốc gia quân chủ Ả Rập. Quốc gia này chỉ mới hơn 50 tuổi kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1971. Trước đó thì họ phụ thuộc vào Iran. Đây là một đảo quốc gồm có nhiều đảo nhỏ tập trung quanh đảo lớn Bahrain. Nó nằm giữa khu vực Qatar và Ả Rập Xê Út. Quốc đảo này thì nối với đất nước láng giềng Ả Rập Xê Út thông qua một cây cầu đặc biệt. Cây cầu này sẽ được đề cập ở phần tới của video. Với diện tích chỉ là 765,3 km2 và có thể đang được cập nhật và lớn hơn một chút vào cái thời điểm mà chúng ta theo dõi video này. Bahrain là một đất nước nhỏ nhất ở khu vực Trung Đông và đất nước nhỏ thứ 3 tại châu Á sau Maldives và Singapore. Đất nước này thì có dân số chỉ 1,7 triệu người mà thôi. Ngoài khối đảo chính thì Bahrain còn có 33 hòn đảo nhỏ khác. Sau đó thì nhờ mở rộng các đảo nhân tạo nên là Bahrain đã tăng thêm số lượng một vài hòn đảo nữa. Do khoảng cách các đảo ở Bahrain quá gần, đất nước này lại quá bé và vùng nước lại nông. Nên là nhìn trên bản đồ thì Bahrain giống như là một khối thống nhất, chứ không phải là gồm có một đảo lớn và rất nhiều đảo nhỏ. Với diện tích như vậy và dân số như vậy thì Bahrain nằm trong top 10 đất nước đông đúc nhất trên hành tinh về mật độ dân cư. Quốc kỳ của Bahrain cũng là một lá cờ rất dễ nhận biết. Đây là lá cờ từng lập kỷ lục Guinness Thế giới về độ lớn vào năm 2004. Khi đó thì người Bahrain đã tạo ra một lá cờ với chiều dài là 169,5m và chiều rộng lên đến 97,1m. Như vậy, chỉ tính riêng chiều rộng của lá cờ này thì đã gần bằng chiều dài của một sân bóng đá rồi. Cờ Bahrain thì gồm có hai phần đỏ và trắng, chia cắt ở giữa bởi đường răng cưa. Trong đó thì 5 điểm đó biểu thị là 5 trụ cột của đạo Hồi. Lá cờ Bahrain đầu tiên thì chỉ được biết đến với màu đỏ mà thôi. Sau đó đến đầu thế kỷ thứ 19 thì họ đã ký một hiệp ước với Vương quốc Anh. Từ đó mà có một sọc trắng được thêm vào lá cờ để ám chỉ sự thỏa thuận ngừng bắn. Đến đầu thế kỷ thứ 20 thì đường răng cưa được thêm vào để phân biệt cờ của Bahrain với cờ của những đất nước láng giềng. Manama chính là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Bahrain. Với dân số ước chừng khoảng 200.000 người, một con số tương đối khiêm tốn. Từ lâu thì đây là một trong những trung tâm mua bán quan trọng ở trong khu vực Vịnh Ba Tư rồi. Cho đến thời điểm mà Bahrain tìm ra dầu mỏ vào những năm 30 của thế kỷ 20, lợi nhuận từ dầu mỏ của Bahrain đã giúp đất nước này phát triển nhanh chóng và từ những năm 1990 thì thủ đô của Bahrain, Manama, đã trở thành một trung tâm tài chính quan trọng ở Trung Đông. Bahrain được biết đến là một đất nước với nền kinh tế phát triển, nhưng mà những động lực chính của nền kinh tế Bahrain đó là dịch vụ tài chính và ngân hàng, những lĩnh vực được hưởng lợi từ vụ bùng nổ kinh tế khu vực do nhu cầu của dầu mỏ gia tăng. Bên cạnh đó, sản xuất và chế biến dầu mỏ là sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Bahrain. Dầu mỏ và khí đốt chiếm khoảng 60% cái nguồn thu xuất khẩu, nhưng mà chỉ đóng góp 11% tổng sản phẩm quốc nội mà thôi. Có nghĩa là gì? Họ không phải là một đất nước chỉ đào dầu lên mà bán. Trước khi mà ngành khai thác dầu mỏ phát triển thì nghề lặn biển tìm ngọc trai và trồng trà lại mang lại thu nhập chính cho người dân của Bahrain. Cũng giống như rất nhiều nước ở trong khu vực hàng xóm láng giềng với họ, ngọc trai ở đảo quốc Bahrain từ lâu đã rất nổi tiếng rồi. Nhiều người cho rằng chỉ có ngọc trai xuất phát từ vùng vịnh Ba Tư, đặc biệt là xung quanh lãnh thổ Bahrain, thì mới là những loại ngọc trai tốt nhất trên thế giới. Kể từ những thập niên 1980-1990 của thế kỷ trước, thế giới đã chứng kiến cuộc bùng nổ của dầu khí mang lại cho Bahrain những nguồn lợi to lớn, nhiều tòa nhà, nhiều cây cầu to lớn, nhiều hòn đảo nhân tạo liên tục mọc lên, góp phần tạo nên một diện mạo hiện đại tươi đẹp cho quốc đảo Bahrain này. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì Bahrain là một nền kinh tế thu nhập cao, cũng như là có chỉ số phát triển con người ở mức rất cao. Nhưng bạn có biết được không, Bahrain chính là quốc gia Trung Đông đi tiên phong trong việc không dựa vào dầu để phát triển kinh tế. Mặc dù phát hiện dầu mỏ từ khá sớm những năm 1930 và khai thác khoảng 40.000 thùng một ngày, Bahrain lại không muốn phụ thuộc quá nhiều vào loại vàng đen này. Kể từ cuối thế kỷ 20 thì Bahrain đã đầu tư mạnh cho ngân hàng và du lịch. Nguồn thu từ hai mảng này khiến cho Bahrain không phụ thuộc quá nhiều vào dầu khí, giống như là các nước láng giềng. Và nguồn thu lại từ hai mảng này cộng với những ngành khác đóng góp gần 90% GDP của đất nước, kinh tế phát triển ổn định, bởi vậy là đồng tiền của Bahrain cũng là một trong những đồng tiền mạnh nhất ở trên thế giới. Hoàng gia của Bahrain thì nằm trong top 10 hoàng gia giàu nhất thế giới. Gia đình Khalifa đã cầm quyền tại Bahrain từ cuối thế kỷ 18 cho đến nay. Quốc vương hiện tại của đất nước này đó là ông Hamad bin Isa Al Khalifa, được cho là một người bạn rất thân thiết của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Năm nay thì quốc vương của Bahrain đã 72 tuổi.
Kể từ khi giếng dầu đầu tiên của quốc gia này bắt đầu được khai thác vào năm 1932, hoàng gia của Bahrain đã kiếm được hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đô la Mỹ. Họ nhận được 1/3 doanh thu bán dầu của đất nước cho đến tận năm 1973. Và hoàng gia của Bahrain lúc này, theo một số nguồn tin công khai, thì có tài sản giá trị khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà con số thực tế có thể cao hơn rất là nhiều. Đi cùng với đó thì họ còn sở hữu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ bất động sản tại Anh Quốc. Bahrain chính là một đất nước tốn điện nhất tại châu Á. Theo số liệu của Tổ chức Năng lượng Quốc tế, Bahrain là một đất nước tiêu thụ điện theo bình quân đầu người lớn nhất châu Á và nhiều thứ ba trên thế giới chỉ sau Ireland và Na Uy. Điều này có lẽ là cũng khá là dễ hiểu thôi, bởi vì ở đây là một đất nước nhỏ nhưng lại rất nóng, có mật độ dân cư đông, nhiều trung tâm, nhiều cái tòa nhà cao tầng thì chuyện tốn điện cũng là một điều đương nhiên rồi. Một đất nước có thu nhập cao nhưng lại thiếu lương thực, bạn có tin được không? Đúng là như vậy, tương tự như là Nhật Bản thì Bahrain dù có thu nhập bình quân đầu người cao nhưng lại thiếu lương thực và phải nhập khẩu lương thực. Chỉ khoảng 2,82% diện tích đất của Bahrain là có thể trồng trọt được thôi, và chủ yếu phải nhờ vào những biện pháp tưới nhỏ giọt do thiếu nước nghiêm trọng, vì xung quanh họ là biển mà. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá cả tiêu dùng tại Bahrain khá đắt đỏ, và du lịch tại đây hầu như là chỉ dành cho những người giàu. Về ẩm thực thì Bahrain có phong cách nấu nướng tương tự như quốc gia Hồi giáo khác ở Trung Đông, với những món cơm gà là món ăn biểu tượng của quốc gia. Hãy cùng đến với một số sự thật thú vị khác về đất nước Bahrain. Như chúng ta đã biết thì đa số những quốc gia thuộc khu vực Trung Đông đều được bao phủ bởi sa mạc. Vì vậy, việc trồng cây tại đây được đòi hỏi nhiều công sức và chăm bón hơn hẳn những cái nơi khác để mà chúng ta có thể vượt qua được những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy vậy thì Bahrain có một cái cây kỳ lạ đã hiên ngang sống ở sa mạc và còn phát triển cực tươi tốt mà chẳng ai nói hoài. Cái cây này sau đó trở nên rất là nổi tiếng và được đất nước Bahrain chọn làm biểu tượng cho sự vươn lên một cách đầy kỳ diệu này. Nó là cây to nhất của toàn khu vực này với chiều cao là hơn 9m. Những dải cây có tán lá rộng lớn lúc nào cũng có những cái đàn chim hót líu lo. Mặc dù xung quanh cây thì chỉ còn những cái cây bụi nhỏ mà thôi, thấp bé và khô cằn. Nhưng mà cái cây này thì vẫn vươn lên xanh tốt như thể nó được thiên nhiên tưới tắm mỗi ngày. Với bộ rễ sâu 50m, cây có thể tiếp cận được nguồn nước ngầm. Vì đặc điểm cực kỳ đặc biệt này, nó được người dân ở nơi đây trân quý và yêu ái đặt cho cái tên là cây của sự sống. Đây cũng là địa điểm thu hút khoảng 50.000 người tham quan mỗi năm. Các truyền thuyết cổ xưa cho rằng cây được bảo vệ bởi thần nước, còn một số khác thì lại cho rằng khu vực này từng là vườn địa đàng, do đó mà có một nguồn nước thần bí ở đâu đó đã liên tục tưới cho cây. Các nhà khoa học thì có cách giải thích của riêng mình, đó là cây này như đã nói có bộ rễ sâu 50m, cây có thể tiếp cận với nguồn nước ngầm, độ tuổi của cây cũng được dự đoán trong khoảng 400 cho đến 500 năm tuổi. Và bên cạnh cây xanh thì còn có một cây cầu, đó là cây cầu có tên là King Fahd. Đây chính là cây cầu nối liền Bahrain và Ả Rập Xê Út. Cầu được chính thức đưa vào hoạt động vào năm 1986 với chiều dài khoảng 28 km và 4 làn đường. Tổng kinh phí là 1,2 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó và được hỗ trợ hoàn toàn bởi phía Ả Rập Xê Út, và có lẽ chính bởi vậy nên nó mang tên là Đức Vua của Ả Rập Xê Út. Cây cầu này được xây dựng từ mong muốn của nhà vua Ả Rập Xê Út để mà củng cố thêm mối quan hệ anh em giữa hai quốc gia Ả Rập Xê Út và Bahrain. Đồng thời là đây cũng là con đường đi lại thuận tiện để mà giúp cho nhân dân hai bên phát triển kinh tế. Trong giai đoạn mà lệnh cấm phụ nữ lái xe Ả Rập Xê Út có hiệu lực từ năm 1957 cho đến năm 2018, đây là cây cầu duy nhất trên thế giới mà phụ nữ chỉ có thể lái xe ở một bên, đó là Bahrain, chứ không thể lái xe bên còn lại, đó là phía Ả Rập Xê Út. Nói thế để thấy phụ nữ ở Bahrain nhận được nhiều sự yêu ái hơn so với những người phụ nữ ở bên phía những quốc gia Ả Rập Hồi giáo khác. Dù là một quốc gia Hồi giáo nhưng mà từng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa phương Tây nên là Bahrain có rất là nhiều điều thú vị. Ví dụ như là phụ nữ có quyền bầu cử tham gia quân đội, điều này rất là hiếm gặp ở trong những quốc gia Hồi giáo khác. Sự cởi mở của Bahrain với phương Tây cũng được thể hiện ở nhiều khía cạnh thể thao rất là lâu, trước khi mà Abu Dhabi trở thành điểm nóng của những cuộc đua công thức 1, vì đăng cai tổ chức những chặng đua tại khu vực này thực sự là chưa từng có. Cho đến năm 2004, đó là năm Bahrain đã tổ chức một chặng đua công thức 1 lần đầu tiên ở Trung Đông và được đưa vào khu vực này lên bản đồ của những sự kiện thể thao lớn. Sau đó chúng ta thấy rầm rộ rất là nhiều những cái sự kiện thể thao lớn khác, rất là nhiều những hoạt động lớn khác được các quốc gia Trung Đông cố gắng kéo về đây, cố gắng đưa về đây. Họ đưa những câu lạc bộ lớn về đây để đá siêu cúp và chuẩn bị Qatar tổ chức World Cup năm nay, World Cup năm 2022. Đó là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta với đất nước Bahrain. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Vòng quanh thế giới mỗi ngày sẽ công chiếu 2 video mới vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.